Hello, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình nha. Hôm nay ở cái con game Free Fire mình thấy trên một cái trang game K thì nó có thông báo là ngày 30 tháng 8 vào xem linh tinh các thứ ở cái trang web Streamer Booyah ấy. Thì anh em nhận được một đống quà đấy, mình thử làm theo thử nha anh em nha. Hướng dẫn test thử luôn làm theo xem một lúc xem có được phần quà gì không. Đây này, cụ thể là như này này anh em này. Để cho anh em xem qua, đây là cái trang web của bên game K hướng dẫn anh em 5 phút anh em 5 phút, 30 phút, 60 phút anh em xem đây. Đây mình sẽ vào mình xem streamer bác gấu chơi nha. Anh em kết nối này, anh em kết nối ngay với cái tài khoản mà anh em chơi Free Fire đấy. Đây mình kết nối rồi. Mình sẽ kết nối với tài khoản Facebook của mình. Free Fire kết nối ra luôn. Đã nó load xong. Puya liên kết tài khoản thành công anh em ạ. Bây giờ mình quay trở lại và mình nhận được phần quà. Ui, 25 vé quay anh em ơi, xịn xòa chua này. Liên kết được này. Kết nối thành công, bạn đã đủ điều kiện tham gia sự kiện có quà tặng của Free Fire. Các phần quà sẽ được gửi trực tiếp tới tài khoản của bạn. Chúc bạn may mắn nha. Ok, kết nối rồi nhá, mình kết nối rồi đấy. Thế là mình xem trên Puya là mình được quà thôi. Ở đây nó có rất là nhiều nha, vé Buya này, nhiệm vụ hàng ngày của nó, nhập nhận được thêm cả kim cương các kiểu là điều đây. Nên mình cứ trèo đây 5 phút đi xem 5 phút sau mình sẽ nhận được cái gì. 5 phút sau sẽ được hộp súng là lửa đồ này. Cái chỗ sự kiện này như nó còn vừa có phần thưởng in game và có phần thưởng của Buya riêng biệt anh em ạ. Kết nối xong rồi thì mình thử xem lại cái sự kiện ở con game này xem nào. Nhiều sự kiện lắm anh em. Tỷ năm mình mới quay lại mình chơi thử đây mà không ngờ nó nhiều sự kiện như vậy. Nhận trang phục free, đồ free cho đẹp, mặc cho nghịch cho đẹp thôi. Chứ tầm này chơi bời bắn gì nữa. Anh em đợi chút nha. Vào kiếm xem cái chuỗi sự kiện ở đâu ấy nhỉ. Hình như nó là cả cái chỗ trong cái đống chỗ này này. Bạn bè trở lại ngày nghỉ lễ. Ui, ngày nghỉ lễ đã được chọn cả một nhân vật tùy chọn à. Hấp dẫn. Lần trước mình chọn con Caroline hay là cái con Carolina cái gì gì ở đây này. Ngày 29 mình đã đăng nhập và mình nhận lấy một con. Đâu anh em? Không thấy ở đây nữa rồi. Hôm qua tỷ lệ quán Free Fire lúc vừa vào thì nó thấy. À đây đây. Mở ngay này, sự kiện xem stream 5 phút mừng sinh nhật Free Fire. Đấy, xem 5 phút rồi. Mở ngay nào. Không cho mở à. Chúc mừng, bạn đã nhận được một phần quà, hãy kiểm tra trực tiếp trong trò chơi. Huy hiệu sóc mồng nhân 1. Đợi thư về, mình đợi thư về thôi. Theo như trang game K này nó thống kê thì 5 phút anh em sẽ nhận được huy hiệu sắc màu và một hộp súng lửa đỏ. 30 phút nhận được 5 kim cương huy hiệu sắc màu, hành động đánh đầu và xe thính đu đưa. 60 phút nhận được hóa nhạc trưởng đu đưa và 10 kim cương vé quay. Kim cương hộp âm nhạc huy hiệu sắc màu. Hấp dẫn nhờ, chưa free thôi, cứ treo máy là được anh ạ. Không cần bật tiếng lên để xem. Vẫn chưa thấy gì. Lâu không vào trong con game này, nhiều sự kiện hay thật. Cúp tự chiến này, bức tranh sắc màu từ âm nhạc. Cái này dùng để làm gì đây? Hướng dẫn vòng quay kỳ diệu. Nhiều sự kiện quá anh em. Rất là nhiều thứ kim cương có thể tiêu được trong sự kiện lần này. Mấy cái này là cái gì? Bàn đi gì là cái gì đấy? Mình chưa thấy đồ về rồi anh em, chưa thấy đồ về. Chưa thấy về đồ. Nhiệm vụ cựu binh qua 7 ngày trở lại.
Chưa thấy đủ về nó chuyển sang cái game đi nhìn cho nó đẹp. Vòng quay may mắn. Vòng quay kỳ lân. Vòng quay chế tác, vòng quay vàng, vòng quay kim cương. Trong cái bộ chị gái Ai Cập này trông xấu lắm, không quay, tiết kiệm. Vòng quay kim cương thì mình đang có một vé quay, nên thôi cũng không quay nữa. Đợi mãi mà chưa có phần quà trở về túi anh em ơi, thế là thế nào? Thế nào để mình check lại xem sao. Chứng tỏ là phải đợi lúc nữa rồi. Capella. Chứ mình lấy con Capella chứ không phải là con Carol Carolina hay cái con gì gì ấy nhỉ. Caroline đây, Caroline, Caroline gì đấy. Mấy con Capella chứ không phải con đấy. Có khi phải thoát ra vào lại thôi. Có khi phải thoát ra vào lại thật thì mới nhận được quà anh em ạ. Không anh em cứ treo máy này đi. Cứ treo hắn một tiếng đi. Một tí vào là sẽ có quà thôi. Kiểu gì thì kiểu Garena cũng sẽ có quả ngon quả xịn cho anh em, không gì phải cấm. Nên thôi vậy thôi, bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha. Sự kiện hôm nay rất là ngon, nên anh em nào mà xem trên kênh của mình mà có chơi Free Fire hoặc là đã bỏ Free Fire rồi ấy, thì chúng ta cứ chơi đi. Cộng đồng nào thì cũng có người nọ người trai, không phải game Free Fire toàn trẻ đâu nha. Nhiều người lớn người ta vẫn còn chơi đấy. Bye bye và hẹn gặp lại anh em nha. Mình cũng đợi mãi rồi mà 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy quà về. Chắc có khi phải đăng nhập lại. Chúng ta vào lại thật.